cô sẽ cho làm bài tập về present simple and past simple, là thể hiện tại đơn và thể quá khứ đơn. Thì hai cái thầy này lần trước là bữa trước và hai cô trò mình đã ôn tập rồi, hiện nay sẽ làm bài tập lại ha. Yeah. Number one. Look after. Look after. Look after là gì Trinh nhớ không? Look. Dạ, yeah, chăm sóc. Chăm sóc, right. Look after. Vậy cô sẽ chia như thế nào? Nurse. Em thấy có S thì là danh từ số. Số nhiều. Động từ. Em sẽ chia như thế nào? Đối với danh từ số nhiều thì động từ. Rồi chị em chia đúng là lúc giữ nguyên, động từ giữ nguyên. Danh từ số nhiều thì động từ giữ nguyên. Look after patient in hospital. Nhưng mà câu này em chia look là em đang chia ở thời hiện tại đơn. Vậy em biết tại sao câu này mình lại chia hiện tại đơn, không phải là quá khứ đơn không? Nay mình sẽ làm bài tập về hiện tại đơn và quá khứ đơn. Dạ cô là cái gì? Chăm sóc ở bệnh viện là hành động xảy ra ở hiện tại. Động xảy ra hiện tại và nó giống như là một cái phát, đúng không? Cái phát là một cái sự thật hiển nhiên, đúng không? Y tá Dạ. thì chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, thì nghề nghiệp y tá thì công việc của họ là chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, thì nó là một cái điều hiển nhiên đúng, cái phát, cho nên mình sẽ dùng thì hiện tại đơn ở đây. Rồi. Number two. Number two. Rồi. Chia hiện tại đơn. Rồi đúng rồi. Rồi sao em biết chị hiện tại đơn? Yeah, cô usually. Usually là một trong những dấu hiệu của thể hiện tại đơn. Chủ từ là ai, cho nên động từ em sẽ giữ nguyên. Dũng Nguyên. Go away if you can. Number three. Earth. Earth. What does it mean? Earth. The earth. Trái đất. The sun. Sun. What does it mean? Sun. Là mặt trời hả? Go round. Là xoay quanh trái đất, xoay quanh mặt trời. À, thì hiện tại đơn là điều hiển nhiên. Right. Rồi vậy cô chia go đã đúng hay chưa? Go hay là go hay là goes? Dạ, go. Goes. Em chọn go hay là Go. Em chọn go. go? Go. Now, the earth là số ít hay số nhiều? The earth. Số ít. Số ít, cho nên động từ em sẽ phải thêm s hoặc es. Rồi ở phía trước em nhớ là cô có nói là nếu động từ kết thúc là o o s s s Thì sẽ thêm y ớt.
Thêm ES, vậy ở đây cô sẽ phải thêm ES vào sao? Ồ. Động từ go. Number 4. Ủa cô làm ở trên cũng là đang làm một người thì giữ nguyên là go, còn he she đồ thì là girls đồ phải không? Rồi, cô nhắc lại ha. Yeah. I, we, you, they, số nhiều. Danh từ số nhiều thì cô sẽ cộng với động từ nguyên mẫu, cô không thêm gì hết ha. Nhiều, cô ví dụ như là nhiều người nè, hai người trở lên, con vật từ hai con trở lên, sự vật ví dụ như là cái bàn cái ghế từ hai sự vật trở lên, thì động từ giữ nguyên không thêm gì hết, và động từ này là động từ ở cột cột một, động từ ở cột một và giữ nguyên không thêm gì hết. Ủa còn là trái đất có một và sao thêm ý ớt? Tuy Con thắc mắc nhiên, chữ đó. đối với he, she, từ số ít, Xin ý. danh từ số ít thì sẽ cộng động từ ở cột 1 nhưng mà thêm s hoặc là es. Rồi, ở đây cô có là he, she, Hoặc là danh từ số ít. À cái này số ít. Con ghi không kỹ. it. Rồi, the earth là một, là trái đất là số ít. Danh từ số ít. Ở đây có một dấu hiệu là có chữ s hoặc là es. Thường có chữ s ở đây thì sẽ là số nhiều. Nhưng mà the earth không có s, cho nên đây là danh từ số ít. Mà danh từ số Yeah. ít mình sẽ cộng với động từ, Thêm ớt y ớt. number 4. The oven. Oven, oven. Oven. Là mỡ. Thêm ớt. S vào S. Rồi chính có thể giải thích cho cô tại sao mình lại dùng từ hiện tại ở câu này. Dạ cô, quán cà phê thường mở vào 7:30 sáng là điều hiển nhiên Ở đây mình giải thích của là điều hiện tại. hiển nhiên thì chưa đúng ha. Rồi, the cafe open. Khi mà nói về một cái schedule, cái timetable, cái thời gian biểu, có thời gian, có ngày tháng, đây gọi là cái thời gian biểu. Ví dụ như cô nói là cái lịch xe lửa chạy vào lúc mấy giờ, xe lửa khởi hành vào lúc mấy giờ, máy bay hạ cánh vào lúc mấy giờ, thì đều sử dụng thì hiện tại đơn. Khi mà nói về một cái thời gian biểu ở đây là 7:30 sáng, quán cà phê thì mở cửa hàng ngày vào 7:30 sáng, đây là một cái thời gian biểu, cho nên cô sẽ sử dụng thì hiện tại đơn ở đây. The cafe là danh từ số ít, cho nên open nãy trên kia đúng ha, open thêm s. À, nhớ cho cô khi nói về thời gian biểu
thì em sẽ sử dụng thì hiện tại đơn number come from? chỗ này đọc là gì, bữa con chỉ đọc là gì, come Come. come right, come can come become became become. I came from Canada. Tôi đến Canada. Where come you? I come from Canada, where? Ở đây cô có you. Thì khi đặt câu hỏi thì mình sẽ mượn trợ động từ lấy gì? Do hay does? Do. Do. Where does? Where do you? Động từ cô sẽ sử dụng động từ ở cột máy. Đó là câu hỏi, cô mượn trợ động từ là do. You. Cô mời chờ động từ là do. Rồi, động từ cô sẽ trả về nguyên mẫu. Nguyên mẫu của come là cột 1 á. Của khăm Come, can, come. khăm luôn. Come, come. Do you come from? I come from Canada. Where do you come from? À, câu này sử dụng thì hiện tại. I come from Canada. Nó là một cái sự thật. Sự thật hiển nhiên. I come from Canada. Mình đến từ quốc gia nào? I come from, ví dụ có I come from Việt Nam. Sử dụng thì hiện tại đơn. Number six. I doesn't. À, tại sao Trinh biết ở đây phải sử dụng thì hiện tại đơn? Tôi Dấu hiệu, có on quê. dấu hiệu. Up 10. Dấu hiệu của con này là up 10, đúng không? Up 10. Rồi, vậy mình sử dụng thì hiện tại đơn. Đối với ai thì cô sẽ mượn trợ động từ là gì? Muốn thêm nó thì cô phải mượn trợ động từ. Ai cô sẽ mượn do hay the? Đu. Not vào. Cô sẽ thêm not vào. Not. Do. Tắt là don't. 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 Great. Do not or don't. I don't. Động từ. Sử dụng động từ nguyên mẫu. Don't go. I don't go. Don't. Nhớ cho cô ha. Khi mình mượn trợ động từ, mình có mượn trợ động từ thì động từ luôn luôn là nguyên mẫu. Không thêm gì hết. Dù cho chủ từ có là gì đi nữa, có là he, she, it gì đi nữa. Là khi mình thấy có xuất hiện trợ động từ là do hoặc does, mình có mượn ở đây thì mình sẽ trả nó về nguyên mẫu ở đây ha. Go. Nguyên mẫu. Number 7. Rice, what does it mean? Rice. Right, cơm. Rice là gạo, thì nó là danh từ đếm được hay không đếm được? Rice. Không đếm được. Rồi, không đếm được. Gạo thì trồng được ở vùng khí hậu lạnh. Rồi, cô cung cấp luôn kiến thức này ha. Gạo thì không trồng được ở vùng khí hậu lạnh. Thì em thấy đây là một cái sự thật hiển nhiên ha. Thì mình sẽ chia ở thị Hiện tại đơn. hiện tại đơn.
Rồi, right là danh từ không đếm được, cô sẽ mượn do hay does? Does. Does, right, cô sẽ mượn does. Does Doesn't or does not? Động từ cô sẽ làm sao? giữ nguyên nguyên mẫu. Grow, right. Number I get up. eight. À, đây là một regular action, là một cái hành động diễn ra thường xuyên. I get up at a lot every morning. Dấu hiệu của câu này là every. Every morning. Number nine. How often will How often you? Đây là câu gì đây Trinh? câu hỏi Câu hỏi thì cô sẽ phải mượn trợ động từ á. đu Do, does. Ở đây cô mượn do đúng không? You, cô sẽ mượn do. Động từ cô trả về. nguyên mẫu Nguyên mẫu sẽ là go. good. Rồi câu này sao em biết chọn thì hiện tại đơn. Yeah, often. Good, up, often, often, Often. great, often. Number 10. Row, nguyên mẫu. Nguyên mẫu. Rồi, con này xác định cho cô là chia thầy gì chút nè. Hiện tại đơn Hiện tại đơn. Tại sao em có biết chưa? usually Right, usually. Usually. usually Rồi, nhận diện của mình là xác định chủ từ. Chủ từ của mình là đây. Động từ mình sẽ chia theo chủ từ. Vậy thì ở đây cô sẽ chia động từ như thế nào? Girls. Goes, right, good, goes. Number Take.11. Xác định cho cô trước đó là bài câu này cô sẽ phải dùng thì gì, dấu hiệu. Nếu mà có dấu hiệu thì nói cho cô dấu hiệu. Thì hiện tại đơn Hiện tại đơn. diễn vô Dấu hiệu trong câu này có dấu hiệu. Harry. Airy, right, airy. Rồi, mình chia động từ như thế nào? Olympic Games take. 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 Rồi, cô sẽ chia take hay là take? Dạ có S. Có S. Rồi, Có S. ở đây là danh từ số gì đây? Số nhiều. Rồi, nó có S ở đây ha. Vậy thì cô sẽ chia động từ ở đây, cô sẽ chia động từ như thế nào? Số nhiều luôn. Rồi, ở trên đây là số nhiều. Thì động từ cô sẽ nguyên mẫu nè, không thêm gì hết, thấy không? Nguyên mẫu. Rồi, nhớ chưa? Danh từ số nhiều. Rồi, take place. Nhớ cho cô cái cụm take place ha. Take place nó có nghĩa là xảy ra ở đâu đó ha. Take place sẽ bằng với là happen. Place. Happen.
xảy ra, diễn ra. Olympic thì diễn ra mỗi 4 năm một lần, every 4 years. Number 10. Thêm S. Team S. Rồi, đối với những câu này, rồi cô có một gợi ý gì ha? Khi mà em gặp những cái câu mà có những cái địa danh như là The Panama, ví dụ kênh đào Panama, mình có kiến thức về địa lý đúng không? Rồi, có những địa danh như vậy thường là những câu chỉ cái sự thật hiển nhiên. Rồi, ví dụ như câu trên này, trái đất thì xoay quanh mặt trời. Những cái này nó là những cái sự thật mình không thể thay đổi được, thì em luôn luôn phải dùng thì hiện tại đơn. Tương tự ở câu này, kênh đào Panama thì nó kết nối cái gì đó mình có thể không biết tự dựng ở đây, nhưng mà em muốn thể suy suy ra là sử dụng thì hiện tại đơn ở đây thì nó chỉ một cái sự thật hiển nhiên, đúng chưa? Rồi, Yeah. connect, danh từ số ít nè, động từ connect, thức Thêm thì biển. I do. I I do not. do. Không. Use. I Dạ đúng. don't. Rồi câu này em dùng thì gì? Have got nghĩa là có nè. Tôi có một cái máy tính. But I don't use it much. Nhưng tôi không sử dụng. Around now, at the time of speaking, ngay cái thời điểm em nói luôn, tôi đang không sử dụng nó nhiều. Tôi có một cái máy nhưng mà tôi không có đang sử dụng nó nhiều. Rồi, vậy chia cho cô, thì tiếp diễn, chia làm sao? I am not using. Using, using it much. Number 14. Thêm is. Chủ tử ít Is. How long? Ủa là cái này mình chia luôn chữ ít với chữ thách à? Hay là mình chọn một trong hai cô? mình sẽ sử dụng hết hai từ này luôn ha. It take long. How long? Take là Bao động từ. lâu? Câu này đây là câu hỏi. How long? Do it take. How long? Rồi, đối với chữ ít thì mình sẽ mượn trợ động từ là gì trên
Do hay does? Do. Do wrong. He, she, it, danh từ số ít. Thì nhớ cho cô là một là does ha. Does. I, we, you, they. Mình mới mỗi chợ động từ là do. I, we, you, they, him. Do. Nhiên đối với he is danh lên. dạ Đối với chủ từ là he, she, it, danh từ số ít thì cô sẽ mượn trợ động từ là do hay does. yeah. Does. Rồi tương tự ở đây nha. It. Cô mượn trợ động từ là does. How long does it take you? Number 15. Nhìn kết án Look at this sentence. Sentence là cái câu ha. Look at this sentence. Sentence 1, sentence 2, sentence 3. Câu 1, câu 2, câu 3 ha. Sentence. what the What is mean? does it mean? Right. What does it mean? Number 16. Động nguyên mẫu. Nguyên mẫu là ừ. Rồi như hồi nãy cô nói thì một cái lịch trình đó, thì mình sẽ chọn thì hiện tại tại đơn Cần Thơ flight chuyến bay Cần Thơ, chuyến bay ở Cần Thơ nó sẽ đến vào 9:45. Arrive là đến, arrive at 9:45. Đây là danh từ số ít hay số nhiều? Danh Số số ít về động từ cô sẽ phải làm sao? thêm ớt một ý ớt Đối với arrive, cô sẽ thêm S hay ES? thêm ít Right. Right. Nhớ cho cô ha, một cái lịch trình. Ví dụ như là chuyến bay đến vào lúc mấy giờ, xe buýt khởi hành vào lúc mấy giờ. Thì câu đó khi mà chia thì sẽ chia là thì hiện tại đơn. Number 17. Please thêm us. Right. À, giải thích cho cô câu này tại sao cô lại em lại chọn là thì hiện tại đơn mà không phải là thì quá khứ đơn. Dạ cô là có giờ. Rồi đúng là có gì ha. Một cái lịch trình của xe xe lửa. Number 19. What time the
What time does The film. Kim Begin. begin? Good. What time does the film begin? Rồi, giờ Trinh giải thích. Giờ Trinh giải thích cho cô nghe là tại sao câu này em lại chọn là thì hiện tại thì đơn. Evening. Evening, this evening. Rồi, ở đây em có thể thấy là phim bắt đầu vào lúc mấy giờ, what time does the film begin? Thì mình đang hỏi về cái thời gian phim bắt đầu, nó cũng là một cái thời gian biểu ha, như câu trên đây nè. Thời gian là chuyến bay đến là mấy giờ, thời gian xe lửa rồi khỏi là mấy giờ. Tương tự ở đây cũng vậy, bộ phim bắt đầu vào lúc mấy giờ, mình cũng sẽ dùng thì hiện tại đơn để nói về một cái lịch trình, timetable on schedule, đúng không Dạ được. Trinh? Tomorrow. Saturday là ngày thứ bảy. Right. Còn tomorrow em quên nghĩa từ này. Tomorrow là ngày mai ha, tomorrow. Thì hiện tại đơn Right. tomorrow is Is good. Tomorrow is Saturday. Number 20. next meeting. This meeting is it. In Dạ rồi có đúng rồi. này right. Can you explain the reason why you use the present symbol here? Why? Dạ có giờ. Right. Có giờ và ngày on first day. Rồi và nhớ cho cô là cái giới từ trước thứ sẽ là on ha, on first day. Trước thời gian sẽ là at. 21. Cô làm những câu này không? I won't be able to use my phone until the plan. Rồi hôm trước trong lúc làm bài tập thì cô có nhắc một cái điểm ngữ pháp này là sau until. Thấy sẽ không dùng will đúng không? Câu này won't là phủ định của will not, viết tắt là won't. Thì câu này đang sử dụng thì tương lai nhưng mà sau until. Cô nhắc lại ha, sau until. Till, when, after, before, and soon as, and
One. Thì không sử dụng. Will. Nhớ nhớ sử dụng will. The plan. Land. Cho nên cô sẽ sử dụng thì hiện tại until the plan land. The plan là danh từ số ít cho nên động từ cô sẽ phải chia với cái Em ơi. land. Land, what does it mean? Vietnamese. Yeah. Land, what does it mean? Vietnamese. Là đất. Right, land danh từ là đất nhưng mà khi mình chuyển sang động từ verb thì nó là hạ cánh, hạ cánh. Hạ cánh thì sẽ hạ cánh xuống đất đúng không? Đất là danh từ, Yeah. động từ là hạ cánh, land. Land. Ok cô nói lại cho em cái dòng mà thêm ESC cô không biết em đi đâu mất tiêu rồi. Rồi, để coi land nó sẽ đối nghĩa với lại là take up là gì, em có thể đoán được nghĩa không? Take up. Land là hạ cánh, đối nghĩa với land là take up. Và take up, what does it mean? Cất cánh. Good. Cất cánh, land là hạ cánh, take up là cất cánh. Rồi, thêm S hoặc thêm ES. Thì đối với các danh từ là ai? We, you, they. Thì em nhớ là khi mà nó nhiều rồi thì mình sẽ không cần thêm gì nữa đúng không? Khi mà nó nhiều rồi thì động từ mình sẽ không cần thêm một cái gì nữa. Đã một cái nhiều rồi, cái phía sau thì mình không cần thêm nữa. Nhưng khi cái phía trước nó đã ít rồi thì cái phía sau mình sẽ cần phải thêm một cái gì đó cho nó nhiều. Một cái ít thì cần một cái gì đó nhiều, một cái nhiều thì cần một cái gì đó ít. Number Does you see see, right? me? Does you see? Does, sorry, does or do, does. Do Do you you see? see you? Right, do you see? Là Trinh có thể nói cho cô biết là tại sao đây mình lại chọn thì hiện tại đơn không? Do you see là hiện tại đơn đúng không? Do you Tại câu hỏi của hiện tại đơn. câu hỏi của thì hiện tại đơn. Và nhớ cho cô khi gặp những cái động từ như là see, hear, understand, understand. Đó là những cái stay verb. Thì tuyệt đối mình sẽ không dùng với thì hiện tại tiếp diễn. Ở đây em không thể nào dùng là are you seeing? Tại vì đây là stay verb. Stay verb thì em sẽ xem lại cái bảng cũ của trong bài của cô gửi nha. Stay verb. Stay verb. Đối với stay verb thì tuyệt đối sẽ không sử dụng thì tiếp diễn. Sẽ không bao giờ có dạng thêm in gì hết.
một stay verb nữa là understand. Understand cũng là một stay verb. Cô sẽ không hỏi là are you understanding. Cô sẽ không bao giờ thêm in vào đó hết. Cô sẽ hỏi là do you understand. Tương tự see cũng là một stay verb. 23. Are you hungry? Bạn có đói bụng không? Right. I am. I. I want. Right. I want. I want. Right. I want something to eat. Ở đây cô chia là hiện tại mà không chia thì tiếp diễn. Là bởi vì want cũng là một stay verb. Cũng là một stay verb nên cô sẽ không dùng với in. Number 24. I usually feel feel thêm us feel thêm s. Ở đây danh từ chủ từ của cô là ai, là ai. Vậy thì động từ của cô có cần thêm s hoặc es gì không? Dạ không. Không ha. Nè, đặc biệt nè, nhiều đúng không? Nhiều thì không cần thêm nữa, nhưng có riêng lẻ loi có chữ ai nữa là đặc biệt nữa ha. Ai, không thêm gì hết luôn. I want. I feel, giữ nguyên, I feel. Feel cũng là một stay verb, nhớ cho cô nha, feel. Là stay verb nên không sử dụng với thì tiếp diễn. Và ở đây có dấu hiệu là usually. Nên sử dụng thì hiện tại đơn được không? Usually. Một dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Các bạn thấy thức coi. Yesterday. Yesterday. Yesterday là dấu hiệu của thì gì? Thì quá khứ. Right. Vậy cô sẽ chia động từ như đây như thế nào? How did you feel? Did you feel đó là câu hỏi ha. Câu hỏi thì mình sẽ mượn trợ động từ đảo lên phía trước chủ từ. Đối với thì quá khứ thì mình chỉ có mượn một duy nhất một trợ động từ, đó là cái gì Tinh nhớ không? Dạ V2 với. Nè cô nhắc lại ha. Thì hiện tại đơn. Thì khi đặt câu hỏi mình có hai trợ động từ, đó là do và does. Còn thì quá khứ đơn chỉ có một trợ động từ, đó là did. Cho nên đặt câu hỏi thì luôn chỉ một trợ động từ duy nhất là did. How did you. Mượn trợ động từ thì động từ phía sau cũng sẽ trả về nguyên mẫu, đó là you felt. How did you feel when you heard that news yesterday? Number 26. My grandmother, bà của tôi. Bà của tôi chăm sóc. Tôi chăm sóc 2 năm trước.
Rồi, dấu hiệu của mình là? Ago. Rồi, có là go thì em sẽ chia thành gì? Thì quá khứ. Thì quá khứ đơn. Rồi, vậy chia ở đây cho cô, chia con này. Lúc Look after, look after. What là chăm sóc. does it mean? Right. My grandmother looked after me 2 years ago. Look, cột thứ hai là gì? Thì quá khứ đơn thì em sẽ chia ở cột thứ hai. Look là động từ có quy tắc nên em chỉ việc thêm gì? Chính. Thêm em Quá khứ thì mình sẽ thêm gì? Động từ thêm gì? Quá khứ thì sẽ ED. thêm ED, right? Look at my grandmother looked at me 2 years ago. 27. Ba của nấy mất vào năm 2001. Rồi, nhìn vô câu này nói cho cô biết là câu này chia ở thì gì trước. Dạ thì quá khứ. Rồi thì quá khứ. Cột 2 của phim. FL Fail. Feel fail. Good. Feel fail. to Fail. 5 trong quá khứ. In 2001. Number 28. last night, tối nay cũng Right. Vậy cô sẽ chia là gì? Last night là tối ngày hôm trước đó, ngày hôm last night tối ngày hôm trước. this you Did you win động từ trợ động từ chủ từ did à là giữ nguyên là this you go last night. you go last night number Khi nào ông mới chết hả? Ten years ago. Rồi, Mà chết hồi dấu hiệu hồi cho năm trước. này Ago, vậy cô sẽ chia vậy em sẽ chia thì thì quá khứ. gì right When Mr. Thomas. câu này là câu gì À, câu hỏi rồi câu hỏi gì cô sẽ phải mượn gì trợ động từ là this when this Mr. Thomas die giữ nguyên Number 30. ok phải cái tên hả cô? Right, Moza. Moza is the name of a musician, a composer, musician. Composer. Đàn. Mozart. Mozart là một nhà soạn nhạc. Mozart.
Em có nghe nói về Moza chưa? Dạ chưa. Moza là một nhà soạn nhạc sống, vậy là sống và đã mất rồi ha, sống ở cái những cái giai đoạn trước ha. Ông ấy viết nhiều hơn 600 bản nhạc ha. Rồi vậy mình sẽ dùng thì nghĩa đây. Moza là một một nhân vật trong lịch sử, cho nên Thì mình quá khứ. right. Quá khứ của Của Rai là gì? nhiều quá em bị đứng. Quá khứ của Rai là chỉ thay đổi một chữ thôi, là Ru. Moza Ru, Rai Ru. Nhớ cho Yeah, cô, right. chỉ thay đổi một chữ đi thôi ha, Rai Ru. Chachiwan. Lên chữ river. Ba của nấy, ba của tôi, dạy bảo tôi đi lên chứ. Ở khi nào nấy lái xe. Nhờ ở câu đầu tiên mình đã nhìn thấy chân chiếc đúng không? Vậy mình nhận Thì quá ra khứ. là quá khứ. Quá khứ của chiếc sẽ là Ủa coi, như cái bảng của cô là bốn bảng vậy lần phải không? đúng rồi, bạn của cô là 4 bảng ha, chiếc. Em mới học có 2 phút trưa nữa. Mày đã thuộc hết 2 bảng đó chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Rồi đúng không? Chết chết rồi. Thoát thoát. Em nói là nó nằm ở khúc dưới. Rồi, câu này mình sẽ chia thành gì? Nhận dạng cho cô biết là mình sẽ chia thành gì trước nè. Could là quá khứ. Could. Can, can là hiện tại đúng không? Can. Could là quá khứ nè. Could didn't afford to keep our car, so we Sale. ở đằng trước quá khứ thì là phía sau cũng sẽ là quá khứ luôn ha. Em nhìn thấy không, phía trước đang sử dụng quá khứ đúng không? Thì phía sau cũng là quá khứ luôn. So, Sale không? sale. Quá khứ của sale sẽ là sale. Sold. Sale sold. Sold. Có nghĩa là bán. Chúng tôi không có khả năng giữ chiếc xe của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đã bán nó. We sold it. We sold. Sell, sold, sold. 33. Thirty-three.
33. Em bị rớt mạng. Tự nhiên wifi không vô. Rồi, number 33. Go for the stairs this morning and break his leg. Four down, four. Four, cột hai của four sẽ là fail. Fail, right. Four, fail, fallen. And break, rock, good, rock, break, rock, fail, four, fail. Rồi, nhớ cho cô ha, fell down nghĩa là té xuống, fell down the stairs this morning and broke his leg. Broke his leg, what does it mean? Broke his leg, what does it mean? Broke là gãy ra, break, broke his leg. Leg là gì? Leg chân. Yeah. Leg gãy chân ha. Rock his leg. Number 34. Cái em không biết.
nằm dưới gì á, cái từ lão. Fro, fro. Fro, fro. Fro, fro, fro. Came through the board too soon. Ném, ném cái quả bóng cho Su. Who? Catch. Cộng hai của catch sẽ là Thôi catch. Để như thôi caught, caught, right. Catch, caught, caught. Number 35. Câu này chia thị gì? Yes. Yes, right. Yesterday. Suspense. Câu hai của suspense đó là Pain hopeful. Right. Spend, spender, ha. Spend. Spender, spender. Spend, what does it mean? Do you remember the meaning of this word? Chính nhớ nghĩa của từ này là gì không? Không. Spend nghĩa là lãng phí. Tiêu, tiêu, cái gì đó như tiêu tiền ha, tiêu tiền vào. Spend a lot of money, tiêu nhiều, rất là nhiều tiền ngày hôm qua. Cái gì là cost luôn, cost, cost, cost. Right, cost, 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 right. Which cost? Buy. Còn hai của buy sẽ là? Buy là mua, buy. Là port. What? Cost, cost, cost. Spend. Spent. Tìm nằm dưới con em nhớ. Rồi cô nói vậy. Rồi. Vậy giờ nhớ luôn ha. Spend. Spent. Number 36. Take, take, take. No, no. Take. Nhà nói cho cô biết câu này sử dụng thì gì trước nè. Was là quá khứ. Quá khứ, right, quá khứ đơn, was. Nên ở đây cô sẽ sử dụng từ quá khứ không ngoài trước quá khứ không? Là sao? Là sao quá khứ luôn. Right. Một hai của take. Take. Em không nhớ. Take, took, taken. Rồi em nhớ take off gì không? Take off. Nãy cô mới nói ở trên take off. Đối nghĩa với land. Right. Take off. 37. Was not very good. I did not. Did not. Did not enjoy. Enjoy. Didn't enjoy. Right. Ở đây sao em biết? Phải chia thì quá khứ đơn. Ở đây là một chờ động từ did. Tại sao em biết ngay trong này phải chia thì quá khứ đơn?
Dạ, tại ngoài trước cũng là thì quá khứ. Right, the Was. thing. Number 28. Okay. So I. Thì quá khứ luôn. Right. New. No new. Cộng Right. So, vì vậy, so I. chữ chữ gì vậy con? Để stop là làm phiền ha. Để stop là làm phiền. À, so I this not This disturb. stop. Didn't stop. 39. Well, very tense. So earlier. So I. Tôi rất mệt. So vì thế tôi. Ủa cái này là à quên, là thì quá khứ. Was thì quá khứ. Please, để nhớ. Let's Good. Left. Leave. Left. Left. Good. What does it mean? What does it mean? Yeah, Left. để cho Wrong. Left the party early. Bỏ đi rồi, bỏ đi. Right. Rồi đi, bỏ đi. Number 14. Uncomfortable nghĩa là gì con? Quên rồi. Comfortable nghĩa là thoải mái. Uncomfortable nghĩa là không cảm thấy thoải mái nào. I did not sleep như mẫu. Window was open. Cộng hai là gì? Đọc là sao cô? F L E W đọc là flew, fly, flew, flow, flew, fly, flew, flow, fly, flew, flow. Right. Dạ em thấy how was open. Open đây là tính từ ha. Was open. The window was open. Chủ từ ở đây là số ít nên một. Nó sử dụng là was. The window was open. And a bird. And a bird flew into the room. Và một chú chim bay vào. Cái cửa sổ nó mở và một chú chim đã bay vào. Number 42. It gì trên? It caused. Rồi em xác định cho cô ở đây cô sẽ chia gì thì gì trước? Thì quá khứ. Quá khứ rồi, quá khứ. Phủ định của quá khứ đơn. Then did
Giết rồi động từ. Giết đi. Nó. Nó. Cost. Did not cost. Ok, bây giờ mình không giết biết nó giết biết đơn luôn. Right. Didn't hoặc did. Did not. À. Didn't là viết tắt của did not. Là. Yeah. So I did not help. So I did not help. Động từ nguyên mẫu. Mọi chờ động từ trả về nguyên mẫu. Help. They were. They was. Were. Were now. Was. Are. Were. Were. Thế sao? The second word. Were. They were. They sử dụng với. Were. Đây ở thể thể quát đó là were. Right. Yes. Number 45. Did you understand? Did you understand what I? What is mean thêm tạo. Mean. Đầu là mean chứ có là meant. Mean. Meant. Mean. Meant. The last one. Number 46. Câu này nói với cô biết là phải chia thì gì? Ago, quá khứ. Right, ago. Did. Right. Did. Câu này câu gì? Không phải câu hỏi nên mình có... Còn mấy mượn chờ động từ là did không? Was water. W-S. Sorry, câu này là câu hỏi nên sorry. Nếu như là câu hỏi thì... Thì em làm sao? Did Was or were being was. Rồi, cô nhắc lại ha. Thì quá khứ đơn để đặt câu hỏi thì em sẽ có hai trường hợp. Một là đối với động từ to be. Đối với động từ to be. Đây là was. Hoặc là were. Cộng với chủ từ. Em cộng với túc từ. Sẽ ra một câu hỏi. Cô ví dụ. Example. Were. Or.
parents. Were your parents doctors? Là không xài đi thương cô. Were your parents doctor, right? Câu này cô chỉ mượn, cô chỉ đem were hoặc là was ra đầu câu thôi ha. Nếu câu này chuyển thành khẳng định sẽ là your parents were doctor. Cô chuyển thành câu hỏi, cô chỉ việc là đưa were ra đầu câu thôi. Were your parents doctors? Were your parents doctors? Nói về động từ thường. Thì cô sẽ phải mượn did cộng với động từ. Khi mượn did thì em nhớ là động từ sẽ trả về nguyên mẫu động từ luôn ở cột một, động từ luôn luôn ở cột một đó, em sẽ cộng với dạ cô ơi. Rồi. Rồi cô giảng lại ha. Yeah. Ở đây là đối với động từ thường thì cô phải mượn chờ động từ là did. Sau đó động từ cô sẽ phải trả về nguyên mẫu ở cột 1. Sau đó cô sẽ vậy đối với trường hợp này em không thể nào dùng did, vừa did mà vừa were được hết. Em sẽ xác định đây là động từ to be. Thì em sẽ phải đưa động từ to be ra ngoài. Của từ của mình là you thì em sẽ dùng là were hay là were. Were. Hay là words, em sẽ dùng từ nào? Were hay là were? Were. Was the first word or the second word? I was were. Chủ từ là you thì em sẽ phải dùng động từ to be là gì? Were. Were, right. Were. Were you? Were you a student 2 years ago? Were you? Nhắc lại cho cô là đối với các chủ từ nào mình sẽ dùng là was. Ai? Was. Ủa sử dụng word đó hả? Was, right. I was, I was. I. E. E. C. Ít, danh từ số ít. Ủa em tưởng cái này là word. Danh từ số ít. Rồi tuy nhiên tôi sử dụng you, we, they,
Danh từ. Ở đây là you nên cô sẽ sử dụng là, cô sẽ sử dụng là were. Nên khi đặt câu hỏi cô sẽ chuyển were ra đằng trước là you. Were you a student? Dạ rồi em ghi rồi. Rồi. Rồi cái này cô sẽ gửi lại cho em ha, em sẽ xem lại. Ví dụ như những chỗ này nè. Danh từ là gì thì mình cộng với động từ nguyên mẫu. Còn đối với những danh từ, đối với những chủ từ là những cái gì thì động từ mình phải cần ES. Rồi nay cô sẽ trả bài lại part, cô sẽ trả bài lại cái phần part 2 ha, part 2. Fly. Blue. Right. Give. Gay. Gay. Good. Give, gay, given, go. Win. Win. Good. Hang. Hun. 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 Right. Hang. Hun. Hun. Have. Hit. Here. Him. Yeah. Hold, heal, hold, birth, hide, hit, hit, break, and hit, hidden, hit, 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 hold, giống giống cái cục bao thôi. Heal. 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 Hurt. Hurt. Right. Hurt. 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 Keep. 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 Right, right. Keep, 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 keep. New. Giống cục ba cô. Đọc là new, new, new. Nói chữ này hay gặp là no. New. New, right. New. Lay. 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 Này, hai chữ này hay lộn ha. Lay. Laid. Laid. Lie. 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 Lay. Học kỹ cho cô hai chữ này ha.
Dạ. Nào quá khứ của từ này nó lại là hiện tại của từ này ha. Lay, 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 lie, lay, lay. Let. Let, 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 let. Good. Let, 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 leave. Let. 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 Lên. Lên. Lên nào? Lên đờ hay lên tờ? Lên. Right. Borrow. Borrow thêm ed. Right. Đây là động từ có nguyên tắc nè. Rồi em phân biệt cho cô hé lên. Lên này là cho mượn ha. Còn borrow này là mượn. Ví dụ như can I borrow your book, là tôi có thể mượn những sách của bạn hay không? Nhưng mà khi mình nói là can you lend me, mình dùng từ này ha, can you lend me a book, bạn có thể cho tôi mượn một quyển sách hay không? Hai từ này có nghĩa khác nhau ha, một cái là mượn, một cái là cho mượn, một cái là mượn. Let. Lấy gì Trinh? Let, let, let. Right. Let, 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 live. Let. Lose. Lost. Lost. Make. 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 Ba. In. Tụi em mới làm bài kiểm tra, làm trong bài tập đúng không? Dạ. Yeah. Mean. Mean tờ. Mean. Mean, mean, mean. Rồi, cuối tuần này về đó là ôn lại cho cô part 1, part 2 với part 3 nha Trinh. Trinh ơi. Trinh. Dạ, em nghe rồi cô. Rồi, vậy là về cuối tuần này em ôn cho cô part 1, part 2 và part 3. Thứ ba cô sẽ kiểm tra lại ba phần ha, phần một, phần hai và phần ba. Có học tiếp bản động từ bắt quy tắc không cô? Nè cô đang chiếu lên nè. Ồ, được. Em không thấy. Rồi. Dạ em đọc đi trên Meet. Em không có thấy cô chiếu lên á. Dạ anh thấy chưa? Vậy chưa, nó nổi chữ TT không à. Rồi, dạ, thấy chưa? Không. Thấy chưa Trinh? Dạ chưa cô.
Chính rồi. Dạ em không thấy cô nó nổi giống em mới gửi cô bên Zalo ấy. Rồi em thấy chưa Trinh? Dạ chưa luôn cô. Mà nãy giờ em vẫn nhìn thấy bình thường đúng không? Chỉ có Dạ. Cái tay sao mới đây. Dạ đúng rồi. Nãy giờ thấy bình thường. Dạ em thấy chưa? Dạ chưa luôn cô, nó nổi chữ TT lên không?